tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 bất ngờ mù ở biên giới Nga. Người điều khiển hệ thống phòng không bằng mắt thường đã có thể phát hiện ra, nhưng radar của tiêm kích không thể hiển thị. Nguyên nhân là gì? Theo trang Air Force Times của Mỹ, kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, Không đoàn 388 và 419 của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã điều máy bay chiến đấu F-35 đến Đức. Nhiệm vụ chính của chúng là tuần tra dọc theo bờ biển của các nước vùng Baltic, thu thập càng nhiều dữ liệu điện tử từ vũ khí và thiết bị của Nga càng tốt, đồng thời vẽ ra bản đồ mối đe dọa để hướng dẫn các hành động trong tương lai của NATO. Mặc dù Mỹ luôn nhấn mạnh rằng các máy bay chiến đấu của họ chưa bao giờ thực sự đến chiến trường mà hai bên đang giao chiến, cũng như không xâm phạm không phận của Nga mà chỉ đang quan sát từ bên ngoài. Nhưng trên thực tế, khu vực bay chính của hai biên đội tiêm kích F-35A là khu vực biên giới giữa khu vực Kaliningrad và Belarus. Phi công của những chiếc tiêm kích này thậm chí còn tuyên bố họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường các hệ thống phòng không được triển khai ở đó. Nói như vậy, bạn có thể tưởng tượng các máy bay chiến đấu của Mỹ đã áp sát Nga như thế nào trong cái gọi là tuần tra thông thường. Các phương tiện truyền thông của Nga đã đưa ra vị trí chính xác của các máy bay chiến đấu NATO này thường xuyên do thám biên giới Nga, tức là hai bên hiện đang thử thách lẫn nhau trong tình huống có thể kiểm soát được. Nga hiểu rõ mục đích của các chiến đấu cơ NATO đến đây, nhưng đối với F-35A, vốn chưa từng tiếp xúc gần trước đây, Nga muốn nhân cơ hội này để thu thập thêm thông tin tình báo và dữ liệu liên quan về chiến đấu cơ này. Coi đây là cơ hội tiếp cận các cuộc tuần tra để phát hiện việc triển khai vũ khí và thiết bị ở biên giới Nga. Cuộc đối đầu thầm lặng này đã kéo dài hơn một năm. Tuy nhiên, trong chuyến bay tuần tra định kỳ mới đây, các phi công tiêm kích Mỹ bất ngờ cảm thấy áp lực rất lớn. Hơi xấu hổ vì chiếc máy bay chiến đấu mà tôi đang lái được cho là có năng lực nhận thức tình huống chiến trường mạnh nhất thế giới lại không thể phát hiện ra hệ thống phòng không S-300 của Nga có thể quan sát bằng mắt thường. Trang Air Force Times đã dẫn lời một phi công tuần tra chiến đấu cho biết mặc dù F-35A được trang bị nhiều thiết bị phát hiện và quan sát đặc biệt, nhưng không phải lúc nào tiêm kích này cũng có thể phát hiện rõ mọi hệ thống phòng không của Nga. Anh ta cho biết, trong một số trường hợp, chúng tôi đã nhận được bản đồ vũ trang của hệ thống phòng không S-300 từ Cục Tình báo. Nhưng khi máy bay chiến đấu tiếp cận và bay, mặc dù tôi đã có thể nhìn thấy hệ thống phòng không được đánh dấu, máy bay chiến đấu F-35 không thể phản ứng với nó. Mặc dù Air Force Times chỉ nêu sơ lược về vấn đề này, nhưng lượng thông tin được tiết lộ trong đó là rất lớn. F-35 là máy bay thế hệ thứ 5 nổi tiếng với khả năng nhận thức tình hình chiến trường mạnh mẽ. Mặc dù khả năng tấn công của nó có thể hơi kém, nhưng nó có thể truyền thông tin liên quan mà nó cảm nhận được tới xe chở bom tiếp theo thông qua liên kết dữ liệu chiến trường, sau đó hoàn thành các hoạt động trinh sát và tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương. Theo Lockheed Martin, nhà sản xuất của F-35, bộ nhận thức tình hình chiến trường, trang bị trên tiêm kích này là bộ tối tân nhất trong số các tiêm kích đang hoạt động trên thế giới, bao gồm radar mảng pha điện tử chủ động ANAPG-84, ANASQ-239, radar khẩu độ phân tán quang điện ANAAQ-37, hệ thống nhắm mục tiêu quang điện ANAAQ-40, bộ liên lạc dẫn đường nhận dạng điện tử ANASQ-242, được trang bị tìm kiếm radar chủ động và thụ động, tần số vô tuyến, theo dõi hồng ngoại, định vị địa lý, vẽ ảnh đa phổ và khả năng chống nhiễu, gây nhiễu và các khả năng khác. Khả năng phát hiện cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả F-22 cũng không thể sánh được. Thật đáng tiếc khi một chiến đấu cơ khủng như vậy bỗng trở nên bất lực trước sự triển khai của hệ thống phòng không Nga sau khi thay đổi chiến thuật. Câu hỏi tiếp theo là tại sao hệ thống phòng không S-300 đời cũ lại đột ngột biến mất trên màn hình radar của tiêm kích F-35A? Hệ thống phòng không S-400 khó bị phát hiện cũng là điều dễ hiểu, bởi bản thân hệ thống phòng không này đã tích hợp các thiết bị tác chiến điện tử trang bị hỗ trợ của nó, bao gồm tổ hợp tác chiến điện tử Siponic ARO có khả năng tương đương một tổ hợp tác chiến điện tử, có thể ẩn mình bằng cách giải phóng nhiễu mạnh. Hơn nữa, so với máy bay tác chiến điện tử trên không, hệ thống tác chiến điện tử này có kích thước lớn hơn, mạnh hơn và khả năng gây nhiễu mạnh hơn. Đây có thể là lý do thực sự khiến Mỹ không cho Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng S-400. Về S-300 thì bản thân nó không được trang bị hệ thống tác chiến điện tử. Tuy nhiên, theo phân tích của giới truyền thông Nga, yếu tố chính khiến tiêm kích F-35 Mỹ mù lần này có thể là do quân đội Nga triển khai các hệ thống tác chiến điện tử cực mạnh xung quanh hệ thống phòng không, thiết bị chiến đấu như hệ thống điện tử POL-21. Hệ thống điện tử POL-21 chính thức ra mắt vào năm 2013 và được đưa vào biên chế của quân đội Nga năm 2016. Chức năng chính của nó là sử dụng nhiễu mạnh do chính nó tạo ra để chống lại hệ thống định vị vệ tinh và thiết bị phát hiện máy bay chiến đấu của đối phương, khiến nó không thể định vị chính xác
và bao phủ mục tiêu, do đó phòng thủ hiệu quả trước các cuộc tấn công của những vũ khí dẫn đường chính xác đó. Nếu hệ thống tác chiến điện tử hoạt động hết công suất, nó có thể bao phủ một khu vực trong phạm vi khoảng 150 x 150 km và có khả năng gây nhiễu hệ thống dẫn đường của UAV mạnh nhất. Có vẻ như sự kết hợp giữa hệ thống phòng không với thiết bị tác chiến điện tử sẽ là xu hướng lớn trong tương lai. Nếu như tên lửa chống bức xạ được phát triển để đối phó với hệ thống phòng không đinh gặp phải mục tiêu có thiết bị đối phó điện tử, thì những tên lửa tương tự cũng sẽ thất bại hoàn toàn. Và ngay cả trước những máy bay chiến đấu mạnh như F-35, hiệu quả vẫn rất tốt. Có thể nói rằng một số kinh nghiệm thu được trong thực chiến thực sự hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến đây. Thực sự video clip này hơi dài và mình đang bận dạy con học, cho nên đôi chỗ còn vấp váp, mong các bạn thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé.